Chào bà con nghe, nay em tiến hành bón phân cho mít của em 18 tháng nha bà con. Giải phân nuôi bông nha bà con. Cách bón dễ lắm, nuôi bông phân ra là bón. Món phân này dễ lắm mà con, bỏ y vàng như gãy lúa vậy đó, đổ phân ra con còn phải phối trộn gì chứ, phân con lười thế hệ mới F35 này á, giải mình giải như gãy lúa vậy đó. Nó khỏe lắm mà con, rồi chào bà con nha.